đảo chiều quay ngược lại cho rộng lên. Càng tập trung vào nhìn ở luân xa 4 thấy màu xanh da trời càng tốt. À, màu xanh lá cây ạ. Chúng ta xin dừng cho tay, chưa mở mắt các bạn. Cho mặt tay ngang chỏng lên trời, cho mặt, cho nhanh, cho tay thật nóng. Bố một cái, xoa tiếp, xoa tiếp, xoa tiếp đi. Rồi, xoa mặt. Rồi, cúi xuống, cúi lưng xuống dưới chân. Pháp mà xả thiền cho nên là em dịch xuống đây là một cái phương pháp xả thiền rất là tốt, hiệu quả để các vị khi thiền động hoặc thiền tĩnh đều có những cái mà một nửa tỉnh nửa ngủ, cho nên cái năng lượng là nó chưa tỉnh thức, cho nên là khi chúng ta luyện xong chúng ta nhớ vỗ vào hai quả thận và vỗ xuống chân để gì, để gọi là xả thiền nhé. Phương pháp xả thiền. Vâng, phương pháp xả thiền này tôi xin đưa lên video clip để tất cả các đệ tử tôi nếu luyện tập thì còn quên thì sẽ nhớ lại. Chúc các vị một ngày vui vẻ và luyện tập thành công. Tạm biệt. Rồi chúng ta nghỉ mấy phút nhé.